các bạn hãy cùng tôi đạp xe nhé. Hôm nay mời các bạn đến thăm một ngôi chùa có tên là chùa Phúc Linh ở xã Ứng Hòe của huyện Ninh Giang. Trên đường đạp xe thì tôi mới gặp cái ngôi chùa này. Tôi nhìn thấy mái chùa và tôi quay xe lại và bước vào trong chùa. Đây là phía bên ngoài cổng. Có một cái cổng chùa rất đẹp, cái cổng cổ ngày xưa. Nó rất là đẹp. Khi bước vào trong này thì thấy rằng hình như ở trong này người ta đang chuẩn bị làm cái rạp gì đấy, một cái nhà sự kiện. Cho nên là những cái khung sắt người ta để đây. Phía bên phải này là một gác chuông. Cái gác chuông này bên trong có quả chuông rất lớn. Còn bên trái của cổng thì đi về phía mé đằng này thì đều lát đá. Và có một chiếc giếng. Chiếc giếng này nhỏ thôi, nhưng mà trang trí rất là đẹp. Ở giữa giếng là có một cái đài sen và bên trên là có một tượng Bồ Tát đứng. Phía xa kia là một cái chòi lợp bằng lá và xung quanh này xếp toàn là hoa đẹp, các loại hoa. Chắc trụ trì của chùa này cũng là một người rất yêu hoa, cho nên thấy ở đâu cũng có hoa. Đây có một phiến đá lớn ghi tên chùa. Phía bên này có một chòi lá nữa, phía bên phải của chùa có một chòi lá. Bên trong thì có treo rất nhiều những cái câu khẩu dụ và câu chúc mọi chúc mừng phúc lộc thọ tốt đẹp đỗ đạt. Ngay đó là một cái lầu chuông. Bước vào bên trong cái sân này thì sân này rất rộng. Bên này có một ngôi tháp, nhưng mà ngôi tháp này có mái. Đây là một cái vườn hoa đẹp. Đây có một bức tượng trông như là bức tượng của đường Tam Tạng. Ở đây có vườn tượng. Đây có một tượng Phật nằm. Và phía bên này có một tổ hợp tượng toàn bằng đá trắng, xen lẫn giữa hoa và cỏ. Rất đẹp. Muông thú. Và những tảng đá, sưu tầm những tảng đá rất đẹp. Trên các thân cây thì đều có hoa lan. Đây có một ngôi tượng. Đây có một pho tượng rất lớn. Đi ra phía đằng này là một cái ao, một cái bờ ao. Và dưới có một cái chòi phao nổ. Có lẽ là để uống trà và thưởng ngoạn phong cảnh. Dọc cái con đường này thì hai bên là cau, nhưng mà trên thân cau thì lại gắn toàn là hoa phong lan. Phong lan gắn vào cây cau nó rất tốt, đẹp, nhiều hoa, hoa dày đặc và nở rất đẹp. Đúng là trụ trì của ngôi chùa này rất là tinh tế. Thấy chơi rất nhiều phong lan.
cái giàn lan, cái vườn lan của chùa để thật. Rời khỏi chùa thì chúng tôi đi trên đường về qua một cánh đồng lúa rất rộng đang tỉ trổ bông. Cánh đồng xanh mướt và đẹp.